Rồi, hello, xin được chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại video bán sim tiếp theo ở trên kênh của mình. Và cũng như đã hứa là mình sẽ đăng sim hút mặt 5 màu vào cái clip sau. Thì ở ngay clip ngày hôm nay đây thì sẽ là clip dành riêng cho sim hút mặt 5 màu mọi người. Thì sim hút mặt 5 màu hiện tại đang là đầu mùa, cho nên mọi người có thể thấy là sim chuyển khá là nhiều. Và chim bổi ấy, nhiều khi bắt được nhưng mà cũng không nuôi mọi người ạ. Tại vì con chim bổi đầu mùa thì sau cái giai đoạn nó nuôi con thì người nó xấu lắm. Người nó kiểu sơ xác ấy, bắt vào nuôi nó trông nó không màu, nó không có đậm mà lông nó không có mượt ấy, nuôi chán lắm. Thành ra là nhiều khi bẫy được cũng thả nữa cơ. Ở video này thì mình sẽ lên cho mọi người một cái lô hút mặt 5 màu ở Bình Thuận mà mình đã đi bẫy gom khoảng 4-5 chuyến đấy, mới được bằng này con. Thì như mọi người đã biết là mùa này đang là mùa nắng đấy, cho nên là khi mà đi bẫy chim ấy, thường là phải đi gấp rút trong cái giai đoạn mà từ khoảng 7-8 giờ sáng cho đến tầm khoảng 10 giờ thôi là hết chim rồi mọi người. Cho nên là phải đi một cách rất là gấp rút. Cho nên nhiều clip mình cũng không có quay lại cho mọi người hết một cái chuyến đi được. Tại vì nếu mà đi quay ấy, thì mất rất là nhiều thời gian. Và ở đây thì mình cũng sẽ có quay lại một chút cái cảnh mà mình đi bẫy chim, cái lô chim này ở bên Tán Linh, Bình Thuận nha mọi người. Và chim ở góc Bình Thuận thì như mọi người đã biết rồi đấy, rất là to. Rất là to con và màu sắc thì đầu mùa cho nên là chim chuyền thì nó cũng rất là sáng và bóng mượt. Đấy thì ở cái ở đầu video thì mình sẽ đưa mọi người đi cùng nhìn lại cái quá trình mà mình đã một phân cảnh nhỏ thôi mà mình đã quay lại được trong cái quá trình mình đi bẫy hút mặt 5 màu ở bên Bình Thuận. Thì hiện tại là mùa nắng cho nên là nếu như mọi người có đi bẫy chim ấy, muốn bẫy có chim ấy, thì cũng ráng bẫy vào lúc sáng sớm thôi thì nó mới có mọi người. Tại vì lúc đấy chim nó đi kiếm ăn ấy. Và một chút nữa khi mà khoảng 9-10 giờ sáng khi mà thời tiết bắt đầu nắng gắt lên rồi, cái là chim nó sẽ đi tìm chỗ nó trú ẩn, nó chắn nắng này kia ấy, thì mọi người sẽ rất là khó mà bẫy được chim. Phải bẫy vào lúc sáng sớm, càng sớm càng tốt. Tốt lúc đấy là chim nó đi kiếm ăn thì mình có thể dễ dàng mình bẫy được hơn. Đó thì rồi ok, thì ngay bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người đến cái phần đoạn mà tụi mình đi đám chim ở bên Bình Thuận một chút thôi nha mọi người. Rản cứ lâu lôi điện thoại ra quay được chút xíu thôi. Rồi khi mà mùa mưa đến hay là khi mà có nhiều chim nhiều thời gian hơn thì mình sẽ làm một cái clip nó dài nó đầy đủ hơn cho mọi người coi. Còn ở clip hôm nay là một cái phần đoạn mình đi bẫy thôi nha mọi người. Ồ, trên đời, trên đời. Bắt lẹ lên, nó sống ra giờ. Ồ, dính cái đầu. Bắt lên. Nhắc. Trời ơi. Ồ, đẹp quá. Rồi, ok này mọi người, con đầu tiên này. Chuyền chấm. Đấy, mới được coi sọc à, đẹp ghê này. Dính cái đầu vô. Rồi ok, khai lập đầu ngày mọi người. Dính ngay cái đầu. Rồi, một con năm màu chuyền chống nữa. Quá êm vậy. Chống hay mái?
Ôi ôi, 7 màu. Nãy nhìn đâu tưởng đâu con 5 màu chứ. Con có 7 màu trống đứng trên này, thấy hả? Tưởng đâu dính 5 màu. Có chấm chưa ta? Còn con kia nó màu mép luôn quá. Nó màu này có chấm chưa? Ui. Ui. Thả luôn đi. Mái. Rồi xui thế. Dính hai con không có con nào có màu hết. Giờ mà thả nó kéo lên đi. À, giữ lại đi. Đó nè mọi người, dính hai con mà không ăn thua rồi. Con này 7 màu thì lại là con mép, mà con này 5 màu cũng ấy, may mất rồi. Không được con nào có màu luôn. Đau cái đầu. Lại là 7 màu à. Có chấm không? Ờ có màu rồi, có màu rồi. Ô, con này bự ghê ta. Dính rung cánh à. Có rồi, ức có rồi, ức đỏ rồi. Nè, móc ngay gần dưới đây thôi nè. Mấy con chuyền nó dễ không à. Cái cọng mất tiêu rồi. Có à, nãy vừa thấy mà. Đây nè, đỏ rực thôi. Rồi, ok, con tiếp theo mọi người. Con này 7 màu. Đó, ở ức có chấm màu đỏ nè. Mép vẫn còn cam. Kìa, cái che kia luôn. Đó, cái che đó luôn. Thấp dưới á. Ừ. Này. Ôi trời ơi, con chim tôi. Thấy Đỗ Quyền nó chạy luôn đấy chứ. Chống hay mái. Này. Đúng phá luôn. Thôi, di chuyển luôn đi. Chỗ này chắc nó động rồi. Còn trên cây còn con nó kêu. Rồi, đổ quên mái mà nghe. Thả luôn. Phá không? Rồi, di chuyển. Rồi, ok. Thì như mọi người cũng đã thấy đấy là cái buổi đó là mình đi bẫy chim 5 màu bên Bình Thuận đấy, là chim bây giờ đầu mùa cho nên những con mà chưa ra màu hay những con non nó cũng nhiều á, thành ra là việc mà bẫy được cái con mà có màu nó cũng không phải là đơn giản mọi người. Thì để mà gom đủ chim cho một cái clip mình đăng bán lên thì có thể là mình đi đánh 5-3 ngày thì mới đủ một clip chim mình đăng lên. Đó thì thành ra là mọi người có thấy là 5 màu thường là cứ khoảng tầm 1 tuần 10 ngày gì đó mình mới lên một clip là như vậy. Là mình phải gom đi bẫy gom vào rồi phải nuôi cho nó khỏe mạnh một tí rồi mình mới đăng lên. Đó là lý do vì sao mà cái con 5 màu nó sẽ không thường xuyên lắm. Hoặc có khi nhiều khi một clip mà được có 3-4 con 5 màu là như vậy. Là do nó không có đủ mọi người. Nhiều khi mọi người đánh được 10 con đúng không ạ? Thì vào cám chỉ tầm được khoảng 5-6 con thôi. Rồi trong 5-6 con đó chỉ được khoảng 3 con khỏe mạnh thôi. Đó, thành ra con 5 màu nó khó chịu là như vậy. Cho nên là những người mà mới nuôi thì cũng hạn chế mua con chim mà chưa ăn cám mọi người. Tại vì con 5 màu chưa ăn cám là một con chim hết sức là rủi ro.
và mình khuyên mọi người là không nên nuôi cái con năm màu chưa cám đâu, chán lắm, nhiều con nó không ăn cám cơ mọi người ạ. Rồi thì đó là cái quá trình mà tụi mình đã đi bẫy chim hút mật năm màu để về là như vậy. Ngay sau đây thì mình sẽ đăng lên cho mọi người tham khảo cái lứa chim hút mật năm màu bụng vàng ngày hôm nay nha. Rất là nhiều con đẹp, bự con có tiềm năng, thì mọi người có thể lựa chọn chim, sau đó là gọi điện trực tiếp vào số điện thoại cho mình để đặt chim ha. Rồi ok, năm màu ngày hôm nay thì sẽ phân làm hai loại nha mọi người, loại to con giá là 400.000 và loại tiêu chuẩn giá là 300.000 nha mọi người, tùy vào điều kiện cũng như là sở thích, có những người thích nuôi nhỏ nữa cơ đấy, thì tùy vào sở thích của mọi người mà có thể lựa theo loại chim theo sở thích của mình nha. Rồi đầu tiên là loại bự con trước nha mọi người, bự con đẹp thì bán là 400 nha. Rồi con năm màu bự con số 1. Rồi, con năm màu bự con số 2 nha. Rồi, tiếp theo con năm màu to con số 3 nha. Rồi, con năm màu to con số 4 nhé. Rồi, cuối cùng con năm màu to con số 5. Rồi tiếp theo là loại tiêu chuẩn nha mọi người. Loại tiêu chuẩn thì nó cũng vừa phải, nó không quá to nhưng mà cũng được. Loại này thì 300.000 một con nha mọi người. Rồi con năm màu tiêu chuẩn số 1. Có những con như thế này nó trổ một chấm nó cũng đã là chim trống hết rồi nha mọi người. Thì clip hôm nay là toàn bộ là chim trống hết, không có con mái nào hết nha. Rồi con năm màu tiêu chuẩn số 1 nha. Rồi, tiếp theo con năm màu tiêu chuẩn số 2 nha. Thank you.
Rồi, 5 màu tiêu chuẩn số 3. Rồi, 5 màu tiêu chuẩn số 4 nha mọi người. Rồi, con 5 màu tiêu chuẩn số 5 nha. Rồi, con 5 màu tiêu chuẩn số 6 nhé. Rồi, con 5 màu số 7 nha. Rồi, con 5 màu số 8 nhé. Rồi, tiếp theo con 5 màu số 9 nhé. Rồi, cuối cùng con 5 màu số 10 nhé. Rồi, ok. Tiếp theo là loại sắc pháo nha mọi người. Sắc pháo tuần này cũng có mấy con chuyền non này, đã ra màu trống 100% nha mọi người. Nhìn ở trên cắn nó, đừng có nhìn cổ nha mọi người. Chim sắc pháo nhiều người không biết ấy, cứ nghĩ là nó chỗ đỏ cổ là con trống, nhưng mà không phải đâu. Khi mà nó còn non thì đực cái gì cổ nó cũng màu đỏ hết. Quan trọng ấy là có những cái dấu hiệu nhận biết như là cái râu, nó có râu giống như con tí ô ấy, ở ngay dưới cằm nè. Đó, hoặc là ở trên cắn nó có chấm đỏ rồi, chẳng hạn như con này nè, vừa râu vừa có chấm đỏ ở hai bên cắn ha.
đó là chim trống 100%, hoặc là chỗ đỏ trên đầu, cánh, tai đó thì mới là chim trống 100% nha. Sắc pháo non ấy thì như mọi người đã biết là sắc pháo thì nó cũng khá là nhát. Vì vậy cái đợt chim đầu mùa này cũng là một cái dịp để cho mọi người có thể tìm những con chim sắc pháo dạn về nuôi cũng khá là ngon. Giá nó thì cũng như chim trống thôi mọi người, 350 con. Đó, con này có râu này, rồi chỗ hai bên đốm đỏ hai bên cánh này. Đó, dưới cằm cũng có râu như tía ô vậy đó. Đó, chim trống 100% nha. Chim chỗ mình thì tất cả những con chim đều đã ăn cám hạt. Có nhiều người có cái nhu cầu là mua con chim non đút tổ, nhưng mà thật sự là chim đút tổ trông thì khoái vậy thôi, nhưng mà thật sự mà để nuôi một con chim đút tổ lên thì nó cũng vô cùng khó khăn mọi người ạ. Nào là phải gần chỗ có đồ tươi, phải đút cho nó ăn một ngày một tiếng một lần, ngày nào cũng đút như thế trong vòng khoảng cả gần một tháng trời nó mới ăn được cám hạt. Thì nuôi được con chim nuôi tổ chưa bao giờ là một việc dễ dàng hết mọi người. Chim non thì nó cũng nó không dạn bằng chim tổ đúng, nhưng mà nó cũng tương đương. Non như thế này thì cũng rất là mau dạn rồi mọi người. Đó, 350 con. Rồi, con sắc pháo non số 1 nha. Rồi, tiếp theo con pháo non số 2 nha. Rồi, tiếp theo con pháo non số 3. Đấy thì chỗ mình là có cái ưu điểm đó chính là mọi người đi vô đây mua chim ấy, là không cần về phải tập cái gì hết, rất là thích hợp cho những người mà đi làm hay là không có thời gian đút cho nó hàng ngày hàng giờ gì đó. Đấy thì cứ đi vào cân này, chim non, chim già, chim thuần, chim mới gì, tất cả những con chim bán ra là bao ăn cám hạt hết. Về chỉ việc đổ cám vô xong rồi mọi người muốn đi đâu thì đi, không cần phải xem dòm gì hết và được bảo hành 100%, nghĩa là cứ không ăn cám hạt thì mình sẽ trả lại tiền hoặc là đền lại con chim khác. Con gì ở đây bán ra cũng phải ăn cám hạt xong xuôi hết rồi mới bán. Đấy, là về là muốn đi đâu đi, không cần phải coi dòm gì hết luôn. Rồi, con pháo non là số 3 nha. Rồi, tiếp theo con pháo non số 4 mọi người. Ở đây thì rất là nhiều con, nó tương đối là nó dạn nha mọi người. Đấy, thì khi mà mọi người về mà muốn nó dạn lâu dài nha, dạn nó có nhiều kiểu dạn. Dạn tức thời ấy, nghĩa là mình tập cho nó dạn khoảng vài ngày, sau đó mình bận quá mình đi làm là kia thì nó chỉ mức gọi là tương đối thôi. Còn nếu mà mình muốn nó dạn lâu dài với mình ấy, thì cứ đưa cho một đứa con nít nào đó, chẳng hạn một đứa cháu, một đứa em, hay là nghĩa là đứa nào mà nó đi học ấy, xong rồi về bắt đầu nó đút cho ăn về là hàng ngày nè, là ăn chim nó dạn hoài luôn đó. Còn một con chim mà nó dạn như này đúng không, mà về mọi người đi làm ấy, xong rồi kiểu tới bữa cho ăn ấy, thì tất nhiên là nó sẽ dần dần nó không có dạn như thế này nữa. Đấy, con nào cũng vậy thôi, chim hút mật ấy, con nào cũng vậy. Về nó đã dạn tương đối rồi mà muốn nó dạn hơn thì phải đút này, khều, móc rồi chơi với nó hàng ngày cơ. Đấy thì nó mới dạn hoài. Còn như mà bận thì mình nuôi nghe hót hay là nuôi ngắm thôi mọi người, chứ bảo nó mình ít tiếp xúc ấy mà nó dạn hoài luôn như vậy là khó lắm. Rồi, con pháo non là số 4 nha. Rồi, tiếp theo con pháo non số 5. À, mọi người nhìn nè, tất cả những con pháo non này đều là chim trống 100% hết nha mọi người. Lưng đã chỗ đỏ hết rồi.
con nào cũng vậy thì mới bán chim trống nha. Ở đây thì mọi người đã biết cái chuyện mình bán trống mái đấy, ngay cả 5 màu 7 màu thấy nó hot cỡ đó nhưng mà nó chưa ra chấm thì mình vẫn là bán con chim mép thôi. Đấy, và sắc pháo cũng vậy, lưng đã chỗ đỏ hết rồi thì mới bán dế chim trống nha. Đó. Đấy, chứ không có phải dạng bán bừa bừa bờ đại đại đâu. Đó. Sắc pháo thì non mà, sắc pháo non cho đa số là nó khá là dạng. Đấy, ai mà thích dạng sắc pháo đầu mùa thì đây chính là cái dịp mà mọi người có thể kiếm sắc pháo đầu mùa nó dạng nhất. Còn khi mà nó đã chỗ nhiều rồi á, nó đã chỗ khoảng 30-50% rồi thì cái con chim đấy nó sẽ không dạng được như thế này nữa mọi người. Thằng nào mà cứ muốn mà dạng mà nó dạng thật dạng ấy, thì cái thời điểm này là thích hợp nhất rồi. Nó mới ra có chấm, nó còn non á, nó sẽ dạng dễ hơn so với lại nó đã ra được chỗ beo beo rồi thì nó sẽ khó dạng hơn. Rồi con số 5 nha. Rồi cuối cùng là vằn khuyên săn nha. Khuyên này thì nó hot chòe nha mọi người. Đó, chứ không phải là khuyên vàng đâu. Đó, loại này thì được cái là thả vi gì nó cũng không cắn nhau, hay là nó dễ chịu, có thể thả chung mà không bao giờ tụi này nó cắn nhau. Đó, khuyên này thì mình tư vấn mọi người là những con này toàn là tuyển không à, cho nên là về nuôi nghe hot thì nó vẫn hơn, chứ đừng nuôi chung mấy con này phí. Đấy, mọi người thấy không, con nào con đấy to cao dàn đuôi nhộng không, tự nhiên nhốt trùng chi đúng không, nhốt riêng như này nè ngon hơn. Đó. Rồi khuyên thì giá nó 150 con nha mọi người. Rồi con khuyên số 1 nha. Rồi tiếp theo con khuyên số 2 nha. Mấy con này to bằn không mọi người. Rồi con khuyên số 3 nha. Rồi con khuyên số 4 nhé. Rồi cuối cùng con khuyên số 5 nha. Rồi, đó là cái loại chim 5 màu mà chim mới thôi nha, mọi người lưu ý nha. Nếu mọi người thích mà chim có thái độ rồi ấy, thì mua cái loại mà 6 tháng này nè. Rồi, chẳng hạn như con này 6 tháng nè mọi người, mình kè hai con 6 tháng với nhau nè. Rồi đó, 6 tháng là nó như này nha mọi người. Nó đã kêu hót lai rai đó, rồi gặp chim là nó cũng bùng ra có thái độ dạng tương đối. Đó, 6 tháng cứ triệu con. Đó, 5 màu 6 tháng thì nuôi nó như này mọi người. Đó, để không không mình nó cũng líu á, kè vô cũng có thái độ. Đấy, thì nói chung là nếu mà mọi người mua cái con chim mà 300-400 ở đây á
thì sau 6 tháng nuôi thì nó cũng sẽ được ra một cái hình thái như thế này, nó nghĩa là nó cũng chỗ tương đối như thế này, nó chỗ beo như thế này nè, xong rồi cũng biết hót biết kêu, kè vô cũng có thái độ. Đấy thì chim ấy mình nuôi là mình phải tính bằng tháng nha mọi người, chứ tại vì mình bán chim này cũng gặp nhiều người mới thì cứ nghĩ là nuôi 2-3 hôm hay là một tuần 10 bữa thì như vậy thì nó là một cái thời gian nó quá ngắn mọi người ạ. Nuôi chim mình không thể nào mà mình tính cái thời gian mà 5-7 hôm hay là 10 bữa nửa tháng được. Đấy không phải là cái tâm lý khi mà mọi người bước vào cái thú chơi chim được, mà nuôi chim ấy nó phải là mình phải bỏ thời gian ra bằng tính thời gian bằng tháng ấy mới được. Trừ ngoại trừ mấy cái con nó quá dễ như là mấy con bảy màu ấy, nó quá dễ đi thì mọi người cũng có thể tính là tuần 10 bữa thì cũng gọi là chấp nhận được. Tuy nhiên là đối với cái loại chim mà nó đang là cái xu hướng hiện tại là loại chim năm màu bụng vàng, thì để mà nuôi được một con nó có cái độ hot hot như thế này thì mọi người cũng phải bỏ ra tầm từ 3 đến 6 tháng thì nó cũng đạt được cái trạng thái đứng cầu tương đối và hót líu hay là kè có thái độ ấy. Đấy thì bèo nhất thì cũng phải từ 3 đến 6 tháng nhưng mà chứ không thể nào mà gấp rút được đâu. Đấy còn nhiều nếu như mà muốn gấp rút thì cứ bỏ số tiền nhiều hơn mua hẳn mấy con chim mà đã thuần thuần rồi đấy. Đó như này này, cứ triệu con về nuôi lên thôi thì nó nhanh. Còn như mình mua chim 300-400 thì mình phải chấp nhận mình nuôi nó từ từ lên rồi. Rồi, năm màu bụng trắng này mọi người. Đây mình có con năm màu bụng trắng nó líu xiêng bà cố luôn nè. Đó, líu cả ngày luôn á. Đó, con này 300 ngàn nè. Đó, năm màu bụng trắng ha. Đó, thấy nó líu không? Đó, hơi bị xiêng. Hơi bị ngon đấy. Rồi. Năm con sắc pháo mà mọi người không mua đợt này nó phí luôn á. 350 giá đẹp như mơ. Mà con nào con đấy rồi nó sung ra. Không, nó bé tí mà hót ra bộ hết trơn. Không, đấy, đặc biệt là hai con hai bên này. Ôi, nó hót nó líu nó ra bộ. Còn gì mà nói nữa. Không. Sắc pháo đợt này là quá ngon rồi mọi người. Mua về là chơi luôn. Sắc pháo thì nó nhằn. Đó, gặp mấy con này nó sung nữa chứ. Hót múa ra bộ đồ. Đó, 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 thấy không? Đó. Pháo nó sung thì thôi rồi luôn. Ba con luôn chứ không phải hai nữa. Không, nó múa hót đó, ra bộ cả đó. Đó. Đó, đấy. Đó, thấy ra bộ chưa? Đó, múa đuôi kìa. Thấy chưa? Đấy, chim mới mà nó còn cỡ đó đó. Nó sung á. Sung mọi người. Đó, đấy. Rồi, đồng ý luôn á. Mọi người có thể, nhiều người vô coi chim chỗ mình ấy, kêu là mắc hơn chỗ khác 50 ngàn, 100 ngàn. Ok, mình đồng ý. Nhưng mà nếu mà muốn kiếm chim rẻ thì chỗ mình không có, nhưng mà kiếm mấy chim mà sập đấy, khỏe mắt chất lượng thì kiếm chỗ này đấy. Ok chưa? Đó rồi, đấy là loại sắc pháo đồ các thứ nha. Đấy, ai mà là tín đồ của chim bảy màu thì cái lứa bảy màu hôm nay cũng rất là cháy luôn mọi người. À, chim chuyển chấm này giá tốt nữa, 250 con, hot ban nhà lòng. Đó, mấy con truyền chấm đó mọi người, mỗi chỗ 1.2 chấm đấy. Đấy, rồi mấy con bổi 300 ngàn, hot má nhìn không ra luôn. À, đấy, kiếm bảy màu thì lứa bảy màu này cũng quá ngon, sắc pháo cũng ngon. Đó, đây bảy màu bự con ở dàn hàng trên nữa này. Hàng trên 7 màu bự con thì 400. Nó cũng hot như cái máy mọi người. Đây nè.
Đó đây, hàng này là hàng 7 màu Bình Thuận nha. To bao to con luôn. Con nào con đấy bằn. Đấy, 7 màu Bình Thuận thì 400 một con. Vừa to con vừa hot. Như cái máy điện. Đó. Đó, sắc pháo nè mọi người. Đó, sắc pháo nó cũng nhiều đấy, mấy con non nào, mấy con non nó có sợ mấy con bổi đâu. Đó, bổi bổi đẹp thì cũng 350. Rồi, ok, thì đấy là tất cả những cái gì có trong video ngày hôm nay. Đấy, một lần nữa thì xin khẳng định lại với mọi người là chim ở chỗ mình là tất cả đã ăn cám hạt hết. Và đa số là đều đã hot hết rồi nha mọi người. Nó hot nhiều, hot ít thôi. Nói chung là ở dòng chim hút mật ấy, nó là loại chim mà nó cũng tương đối là nhanh hot. Nếu như mà mọi người nuôi nó sạch sẽ đúng cách thì nó cũng khá là nhanh. Cái quan trọng của chim hút mật ấy là mình mua cái chỗ nào có gốc ấy. Tại vì kiểu cái chim này nếu mà mọi người mà vào cám không đúng cách ấy, cái quan trọng sống còn của cái chim này ấy, ngoài cái gốc ra cũng là cái cách vào cám nữa. Đó, vào cám mà nhanh đúng cách thì con chim nó sẽ khỏe mạnh và nhanh hót. Còn như mà vào cám sai cách này, rồi để tập trung hay là để cắn nhau hay là nuôi với dạng mà nuôi chung ấy, xong rồi nó cắn nhau thì chim nó rất là mất sức và yếu. Đấy, nuôi cứ nuôi như chỗ mình nè. Đó, nuôi riêng, tắt riêng ra mỗi con một lồng. Đấy, mình nuôi như thế thì chim nó sẽ khỏe mạnh và có thời gian nó nghỉ ngơi cũng như phát huy được những cái giọng điệu hót của nó ra hơn. Đó, mọi người thấy không? Chim cứ chưa đến là nhà mình nó hót như vậy đó. Thì nói chung là nó cũng không quá khó nuôi, cũng không bẩn thỉu, cũng không có hôi hám nữa mọi người. Đó, chim nhà mình thì cứ chịu khó một tuần mình vệ sinh cho nó một lần. Đó, thì như vậy thì nó sẽ cũng khá là sạch sẽ, dễ nuôi thôi, không có gì bẩn thỉu hay là nó cũng gì hết đó ha. Rồi, ok nha mọi người, nếu mà có nhu cầu mua đặt cám hay là chim thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình để đặt mua ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người những cái video lần sau nha.